không em không có thời gian thôi. Đưa ra đây à, uống nước ép hoa quả của bác này. Vâng. Ra đây. Chia cho. Đấy, đây đây. Vào trong này. Bác lấy đá cho vào nhé. Vâng. Tới. Đấy, sang bên này một phần này. À, bên kia đi. Đây, mình sang đây. Đây. Lấy quá. Của em Yến này. Cho em Yến nào này. Thầy Hà cầm cho em Yến nào. Dạ. Nóng quá. Nóng quá. Đợi đã nhá, để mẹ nấu nhá. Với bác chơi ông ăn quan nhá. Bác đi nhặt đá cho. Ăn quan gì? Ô ăn quan đây. Dạ không biết cái gì đâu, có biết chơi cù hay không? Chơi quan đâu không? Chơi chơi cù nè. Bác bảo chơi ô ăn quan mà nhặt đá này ngân này. À chơi. Có tiếp. Chỗ này con nó có ngồi đâu? Ngồi đâu? Có mà. Ngồi đâu? Có mà. Đứng đâu? Nó à, nó quá đậu đậu sao nó mà. Đấy, dưa hấu nha. Ngọt không? Ừ. Ờ, các con đấy lấy ấy về vào để vào đây nhá. Con nó quá. Đây. Cho vào đây để bác đi vứt. Con nó. Ờ, con để vào đây.
Để đưa tiếp đi. Sọc sinh Sa Hà Thương. Tiếp đi. Sinh sinh Anh Yến ra. Mấy đứa đang chơi đi. Đấy bác đi nhặt đá về rồi này. Đeo an quan nhá. Vâng. Đấy chứ đây nhỉ. Đây chơi bên này cho nó đẹp này. Yến ơi lấy về bác vẽ nào. Đi bỏ muối hay mùi ngân 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 tay chân ngân. Trời ơi con không bông chưa được chơi bao giờ thôi. 4 2 cái to là để làm tướng. Ờ đấy 2 cái to. Đấy đếm mỗi ô 5 cái thôi nha. Lấy cái to làm tướng. Đấy đùa nha. Cái này không phải đâu. Cái đấy là tướng mà. Cái đấy là tướng rồi. Cái đấy là tướng. Đấy lấy bằng này thôi. Chưa được. Con dùng tướng ở đấy thôi, tí nữa. Tí nữa đang đếm. Mình bắt đầu à? Đấy, bạn tù tì xem ai đi trước nhá. Con này. Đi, đây là con tù tì. Đây, bác đi ô này này. Bác này đi khá của ông luôn. Chơi là. Ơ nhà. Đây. Bác đi nhá. Theo con. Con đợi một tí nữa chị Hà. Úi chuồn rồi. Một viên con để đây, tí nữa chị Hà khác giải con chơi. Chị Hà cũng biết chơi đấy. À, không biết đâu. Con nói. Hiểu rồi. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Con biết chơi chưa? Ơ thế sao? Liền hộ nhau nghĩ chơi. Đấy, cả đúng rồi. Ờ, chuôn rồi nha. Lấy 2 để ăn 3 mấy lại. Đấy, ăn 3. 2, 3, 4, 5, 6. Em lấy cái này sang bên này. Con để đây. Thấy lai hơn nó. Trong bằng cạn. Ở trong còn có nhà à chú?
Cháu đi về ạ.
cần chỉ cần thôi. Bảy hay là uống đi thôi.
Mình lấy chiến công vậy thôi. Lại lấy về. Cái này chắc chắn chết xịt. Cái này dễ. Tuần này chị mới đi thôi. Thấy này rồi. Không cốt này. Đẹp này cơ mà thấy chưa? Con tôm
con nào đâu. Bác cũng đem lên à, thả ao trên này mà. Mít khai à? Khai có được. Tôi lại cậy. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Thank you.
thế là chủ quay. Ai mua dép cao su, mua võng, treo bẫy chuột, treo bẫy chim sẻ, thuốc treo bẫy chuột, treo bẫy chim sẻ, thuốc kiến, thuốc rắn, thuốc mối, thuốc mê bỏ chó đây. Ai đây bác thuốc, một con sống, một tẩy lòng máy giặt, thuốc tẩy trắng quần áo nào. Ai mua dép cao su, mua võng, treo bẫy chim sẻ, thuốc kiến, thuốc rắn, điện thoại, cũ hỏng, bán nào. Ai mua dép cao su, mua võng, treo bẫy chuột, treo bẫy chim sẻ, thuốc kiến. Em sẽ chào tụi anh nhé. Em cần tính công chức cảnh cao. Dạ, mua. Tất cả các loại giấy tờ, về đèn, không bị phụ nữ. Chúng tôi chưa đếm đẻ các loại chìa khóa khác. Hai, các chìa khóa đây. Hết rồi. Chúng tôi mua tất cả các loại
Điện thoại cũ hỏng bán nào?
Cho mượn cái túi nhá, tí giả. Cái này cô chưa? Cô giấy lá. Để hết thằng nó. Chơi đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mượn cái thang này nhá. Rồi rồi, ok. Vâng. Mượn đi. Cứ làm đi, anh không dùng thang. Vâng, vâng. Nào. Bán cái này được bao nhiêu tiền? Không.
Vâng. Tôi kia làm cái gì? Thằng gian kia, thằng đeo. Làm cái nào cho củ. Cành to quá không bật được thật. Nặng quá đi. Cành to ấy. Mua 5.000 bán 10.000 được rồi. Biết
bây giờ quay em trả cái bàn nào ra bàn nào. Bác, bây giờ bác của nó không bán chẳng lấy bàn luôn. Em ơi vải vải bán thế nào em ơi, vải bán nào em ơi. Một cân được vào ba điếu. Thế thôi, một cân thôi. Thế làm sao bỏ thế? Rồi mày ăn, thằng em đẩy chợ. Thông cảm. Như là bên kia đầy đỏ rồi cả. Cái thủ quê nhá. Nào cũng được. Nếu ông bà tưng bụt nó nha, nó dễ ta. Ta thấy bây giờ nó.
cưa. Sốt quả bằng mãi kìa. Rồi đây, tốt hơn không? Anh này này à, lui sát lắm. Sốt quá nè. Thank you.
Mới con thấy ngon bà không Bảo? Cái này bà bón. Nè bà cũng ăn. Đây cuốn cho con nhá. Bảo ăn không Bảo? Rau gắp cho Bảo một miếng nhá. Ngon. Thế là con xem là không khác. Nên cũng ăn đi. Nên ăn giỏi thôi. Đấy, ăn giỏi như anh Bảo ấy. Con cắn thử luôn. Đấy, bà ăn Bảo giỏi. Cố ăn cho mấy chuyện cho ngày mai nó đi học. Con phải đi rồi đấy. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nội đâu? Về đây nào. Về đây, ngồi đây. Đây, mẹ múc cho ăn nhá. Trời ơi, ngon lắm. Múc cho ngon. Trời ơi, ghê, ngon thế. Là ăn chè. Bố ăn bát này đây. Bố một bát chè. Ăn ơi, xin mời. Quá, ngon quá. Vâng, đây. Đây, đây của bà đây. Ăn đi, múc được một bát, ăn đi. Ngon nhá. Nhiều đá quá đi, bà không ăn nữa. Nước ấy. Trẻ ra, những trẻ ra không? Trẻ đâu, nó đi ăn như cả cái này.
Con bên này, em trai mà.
10.000 ạ. Thank you.
đây con nhiều đấy chưa bà con. Lấy được thì chuyển được thì chuyển, mà không chuyển được thì nó tính sau, thế nó nhanh. Gặp kim thì kim cho lấy từ trên xuống dưới thôi nhá. Em cho nó dập nó. Dạ em lấy rồi. Ở trên cao xuống anh. Xuống nó dập hết rồi không? Vâng. Em không có túi đỏ chỉ thấy túi xanh á. Sâu đấy. Coi này em lấy trên cây cao ấy. Nó còn chửi mẹ kia. Đây. Nó còn chửi mẹ kiến. Ngon mà anh. Chua đâu mà chua. Cô chọn đi. Quả to ngọt mà cô. Hôm qua cháu lấy mùi từ trên cây cao xuống ấy, ném nó. Đây cô, quả này ngọt lắm nhá. Các bà thương là về với con ngay. Ngày mai con xin nhá. Mai gọi nhá, mai mua món nhá. À tùy từng cái bà ơi. Quả sâu à? Cháu không có túi bé đấy. Đấy phải con. Yeah.
mua bao ấy. Đi xin nước nữa mà. Để luôn đấy. Rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngọt bà. Ngọt. Ăn được mà. Đây quầy luôn. Đây có. Thì mấy tôi hôm nay sẽ sửa anh cho buổi sức. Hôm trước về tranh thủ cho đi chụp ảnh. Thank you.
phớt qua cho nó đỡ băng trắng tự nhiên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lâu hơn nhỉ? Bắt độ mềm chắc làm được đâu nhỉ bác? Biết được. 2 cân 4 bác ạ. Vừa hết việc đi phá đồ này. Quả mọc đầy. Em cứ chặt thôi, cái nào nó cứ chặt. Cái nào đẹp cứ chặt đi. Chặt cái này. Hả? Nào cũng chặt, anh chặt đi, chặt bên kia đi, em chặt thôi.
Cắt xong rồi. Anh lấy thủng đâu? Không thủng. Thank you.
rồi, thế là rồi. Cái này hơi nhiều đá. Chôn một cái đây xem nó đều nhau. Chôn đi. Thử. Thì em cũng chôn bây giờ. Ờ, tí cho nó tắm nha. Cho nó tắm bởi vì không có ai chế với em nữa ạ. Đất nó lún cái này lún hết rồi.